quay lại video tiếp theo câu cá nha anh nha. Bắn chân đâu? Cân 4 2 cân 3 2 cân 3 anh với bà không rồi 2 thằng 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 kim ngọc trên người ta kìa đại đại là thôi mẹ pha đớn lên nhận mẹ được kêu gì má này được kêu kêu bọn nó bắn ga lắm anh xem bắn thử bán ga đâu cua đứng cường ở đây nó không ga đâu. Ủa, mày trống? Cái gì? Mày sọt. Mày sọt đéo gì? Đi mẹ ngồi đây nhá. Nó nhảy đây. Chứ làm sao nó bắn thua anh? Được. Dẻo chúng. Dạo bài em chơi rồi. Rồi rồi rồi. Con quả nhạc cũng như có nhiều thuốc ấy nhỉ? Mày có. Mày đi. Có mọi nhà ăn dẻo không? Cơm hả? Mày cơm. Anh cho em bán ván. Một ván thôi. Để còn mới chơi luôn. Đây. Còn mới nhận được mày. Bắn như vậy. Bắn đi ta đi bắn luôn đi. Máy bắn đừng đừng kéo lên chơi. Nếu mày chưa có kim cơm ấy, nghe bắn đấy nước. À đây đây cứu được. Vài vụ nó vẫn ngu đây. Có con kìa. Đâu? Con chó. Đi mẹ. Thôi để nó đâu.
Cái này đâu? Cái nào? Ở đấy đâu nhỉ? Còn nào? Ui, cá đô kia, cá đô kia. Em gánh ấy, sao mà chị? Em hay gánh thì không quân đấu. Phải em bắn phun đỏ ạ. À, sao lại vang đây nhỉ? Ra đấy, bọn nó nhập chắc vang. Phải, à, đấy, nhập đâu. À, bọn nó mới vào. Cưới em chơi cho. Thôi. Mẹ nó gỡ lại cá nó đủ tiền nó bắn rồi. Chúng anh tìm cái liền chứ xài. Còn anh biết anh xài không? Anh là hàng bước. Anh là hàng bước số 1 dưới đó. Mỗi chân trung bình của em phải hơn 20 kg. Bốc tay là được. Thôi chơi em chơi bản đồ. Ôi mời. Đi. Em ảm ơi. Để anh con gánh tem ơi. Đi. Thôi. Nó xem hồ anh cả. Em bắn to. Anh không biết kỹ năng cao gì nữa. Chơi em chơi. Được không? Ui mẹ, cá lên được ấy.
chơi mà ông con cũng nên đình chơi. Ô ở chỗ này ngu chúng tôi trả là hạch mà bắn thế chó chó là hạch bắn thế chúng bạn trong đồ nào ạ tại không anh ngu giấu bố điểm này top năm tháng năm đấy đem bạn có tháng năm phụi mà cứ chuối nói phải phải chứ anh bắn đâu mày anh bắn đâu thế là nó chết bò ừ thằng kia bắn thứ hai nhưng mà thằng này nó bị chết bò thì anh được tính là đúng rồi đi kèm đi có mà kéo bây giờ lại đéo một chút nào được thế nào không có chút nào ôi à thì bị mù đấy bóng bò từ kia mà lại không thấy em cần rồi chú có quay quay đúng rồi chú mấy chú cứ được bao lâu của quay tay hai phá người nào con đi thì em xin chân cuối thôi anh ơi tạm ơi mấy phải xin bắn mấy cái gì mày bắn chín luật luôn mày quay em với đi đâu đi quay mày mới đi quay được đi không đi mấy giờ sao dưới anh đi mấy giờ năm phẩy chín rưỡi em mới rời chiều chín một rưỡi ừ lạc
lên luôn thôi, mặc luôn thôi. Đen như chó. Mẹ đen như chó 2 tháng rồi. Còn môi chó đâu nữa. Mày không đi lui ra khỏi chỗ đấy không? Không. Lui ra bên đây. Sao? Nếu cho vị trí của thằng tem môi bài. Xin xin vẫn mày bên đây anh được. Ừ. Sao là biết? Thì ai cũng vui nó chả bảo rồi ấy. Mẹ ăn nó sơ lo lắng cho đem đi. Đấy, đây mày thấy sự 1-1-1. Nó vui rồi. Còn nó các bạn, nó phải chung thầm thầm thầm. Ngay mẹ. Người học sọc đúng có 30 lần. Chứ chỉ mưa có 41. Ôi vào nói. Làm sơ luôn. Mày bắn con. Em ơi. Ui giời, có thằng điện thoại rồi mà. Làm gì cơ? Mày thấy chú ngôi của mày không? Cái con lợn này. Đến đám kia nữa. Rồi, bao nó đang không biết em. Em, mẹ nó 2 tháng kia. Thằng đúng đấy, mấy con bắn nó sao nhỉ? Mấy giờ em bắn hay rồi. Này kinh. Lưới nha. Nó đang định không giết anh nói. Ít mẹ ơi chỗ quá nặng lát. Mẹ quá nặng lát thôi. Quét bà đi kia Cương. Kệ mới. Mày ăn hút nè. Con cái nó bị nó cân tiền nó vào thôi. Nó cứ thử đi. Thôi. Tôi nhắn nó lên. Đâu? Chị cũng quê. Tí nào kéo ngã xuống đây chết. Chém mấy kia. Mà chó má. Nó cứu kìa, nó cứu kìa. Khoại chó má. Đặt mấy kia. Mấy kiểu sao gì vậy. Luôn được chứ. Mày, chó nó ơi. Bố nó không biết. Chịt mẹ thôi. Giáo chó mực. Con dám xóa mặt từ tao à. Nè, mẹ. Tí nào xuống tắm à. Ừ, tắm. Đặt cho môi. Gì? Ông ơi, anh ta em vẫn đang điên nhé. Chà, mày pháo. Xóa lâm máu và thằng mấy cái khâu đeo tay thằng cái này phủ lên. Thế nào ta kéo đi con thường.
đi chứ. Khoảng trống thì mẹ ta bán 4 viên mà đéo chết. Trên đầu cái này, trên đầu. Kim ngân sang đi. Nó giống kim ngân nó đuổi như kia kìa. Anh nhỏ kim ngọc đi, mày nó không tên. Ngáo vậy. Kiểu kim mất bè. Kim nhập báo thì mềm mồ hôi luôn. Trận nào mà mấy con ba đi về sao đi trận đấy ta đéo có một cái quỷ mà Thái Lan thì ngày mà trận đấu ngày hai mươi một ngày đó cũng là mặt nó về một ngày tao cày được tóc nên nó còn cũng hay gạt đâu nó kia hút nó Nguyên ơi, ui địch mấy thằng Nguyên mày chết à, đi về tao tưởng nó còn sống chứ, vãi lộn vãi lộn, tao tưởng mày còn sống. Ta đéo bật con đấy lên hồi mày tao gửi được chứ, tao tao gửi cho mày thôi trời đi chết tao thì à còn như là tao bị mất rộng gốc rồi. Cứ mỗi lần mẹ bằng tao gặp mẹ tao cũng nói thế. Mỗi lần gốc xong em. Ừ, đi lòng gốc đó, không nói đâu. Nhóm chú mê đấy không phải đâu. Rồi, ra đi cho em phá. Cái đồ buôi 4 tháng ui hỏi chóng đi mẹ đằng sau Nguyên đâu lên đi cứu được đủ mẹ mời đó bảo cứu tóc của tèo công kìa. Mẹ đấy tao. Mẹ cứu tao lên là tao phụ rồi, đéo làm đâu. Mẹ cứ thích làm như kiểu vừa rồi lắm ấy. Nó muốn làm lai lai. Lai chặt. Lai vào mặt luôn. Ung tâm tâm tâm. Chán nhỉ. Mời cho ta đi. Nào mấy cô em Yến rồi Cương gặp bà bóp em chơi không? Bóp nè bóp quá ừ.
Quật đi, món cứ như đây một quật. Nhìn bắn nào. Thôi mày lông giam giòm. Bắn đẳng cấp luôn. Sao nó kiến nhỉ? Bó ra đây. Dám xem video mấy phút bên kia. Mấy phút. Nhanh nhỉ, sao không? Đúng rồi. Tao không kín rồi, chứ em do anh cho đây nhỉ. Mấy rồi? Anh mấy rồi bỏ chồng đi nào. Hả? Nào à? Mấy rồi về? 5, 10, 6 một thằng bên kia. Hai chín, yêu cô ơi, nó bó lên cả máy. Nhìn thằng gương chán đôi thật. Cuộn không một bốn giờ. Ừ. Nói đặt tiền nói.
đặt tiền tới phải 5 dưới đặt thì thôi. Chào đi. Giờ tôi sẽ kết thúc vậy đây nha.